Đây là quay thực tế cho bà con nha, thì bà con tại đồng bằng sông Cửu Long này thì cứ đem phân con lười về mà để áp dụng giống như anh Triệu đi, bà con sẽ cảm nhận được cái hiệu quả mà phân này mang tới, thì tiết giảm được cái chi phí nè. Cây trái của bà con sẽ đồng đều nặng ký, cây thì nó ít sâu bệnh hơn, thì hiệu quả kinh tế cao hơn. Thì cũng mong muốn quay clip hôm nay để chia sẻ cùng bà con. Lúc trước thì đi xuống ảnh nhiều lần rồi nhưng mà chưa thực tế, nhưng bữa nay đi thực tế với ảnh đi tham quan cái vườn mít thì thấy bà con thấy thực tế rất là tốt. Vườn mít lá thì lúc nào cũng có màu xanh, giống như màu xanh nhũ dầu vậy đó, nó bóng, nó dày lá. Thì bà con muốn biết thì bà con cứ đặt hàng từ công ty số hotline 0989836001 để bà con trải nghiệm, để cảm, để biết cái hiệu quả thực tế khi mà chúng tôi quay cho bà con xem như thế nào, có thực tế giống như gì không. Thì cũng mong muốn bà con áp dụng để đạt năng suất giống như anh Triệu. Cuối lời cũng xin chúc cho bà con một ngày tốt lành.